Giờ mẹ nói nè à, thôi giờ con sống với ba với mẹ mới đi. Không. Mẹ bỏ mẹ cũ này đi nha. Không. Rất là cũ và cũ. No, mẹ mới sẽ thương con, mua đồ chơi cho con chịu không? Không kiểu mẹ mẹ ấy mới mẹ ra đời cái mới bay cửa căng không bay được cửa cài được coi Mẹ mới đi, con kêu mẹ mới mua cho con nè. mẹ mới không có tiền thì con biết chờ hết của mẹ mới không giật cùng giá rồi. Thôi bây giờ thôi giờ con ở con sống với bà đi, mẹ đi, mẹ không sống với con với bà nữa. Con sao vậy? Thì thôi con thương ba, con sống với ba thôi, là sống với mẹ ăn chi. Mẹ đi xa thiệt xa không gặp con nữa luôn. Sao ra buồn không? Có buồn không? Có buồn không? Phá gì đó? Có buồn không? Sao không? Thì nói đi sao không? Thì thôi bây giờ con sống với ba thôi, bỏ mẹ đi nha. Mẹ về Việt Nam, con đây với ba. Con nhớ mẹ thì con gọi cho mẹ, vậy thôi. Đâu có cần sống với mẹ đâu. Vậy còn không á, thì con bỏ ba ở đây đi, mẹ con đi Việt Nam, bỏ ba luôn, không thương ba nữa, không không sống với ba nữa, chịu không? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao tự nhiên muốn ba với mẹ không vậy? Tại sao vậy? Con mẹ chung cơm Vậy hỏi mẹ cứ nói con nhà mẹ mới không con buồn không sao không buồn mẹ nói con ra mẹ mới không buồn à, mẹ nói con qua mẹ mới con buồn hả? Thì thôi giờ con qua ba mới chịu không? không em mới nói không buồn Buồn thiệt không? kìa. Thì cơ mẹ mới thương con, mua đồ chơi nhiều hơn mẹ. Không Con thích mẹ nào? chúc mẹ lời mẹ cũ Mẹ này mẹ cũ, mẹ này mẹ cũ tên gì? tôi mẹ đào Tên mẹ Đào hả? Tại sao con thích mẹ cũ, mẹ Đào? phải mẹ cũ mẹ đào mẹ chung cơm Mẹ Đào mẹ thương con. Thì mẹ mới cũng thương con vậy. Chịu không? không Không. Mẹ giỡn mà. hả Mẹ giỡn với con. giỡn hơn của mẹ mới hả Ừ. ừ hậu hôm bữa chị em cọc con chị em nướng nhựa cắt cô Mệt rồi.